Quiz, chúng tôi đã quay lại. Cùng với những người bạn của mình, cái này team Quiz luôn sát cánh bên nhau. Để những giấc mơ thành sự thật chính là sức mạnh lòng tin. Hàng ngày hãy sẵn sàng vui chơi nhé. Hàng ngày hãy tin vào những câu chuyện cổ tích. Chúng tôi tự do, chỉ cần nắm lấy tay. Hãy nhớ tới thật nhiều. Chính là sức mạnh lòng tin, chúng tôi đã quay lại. Cùng với những người bạn của mình, các nàng tiên Quiz luôn sát cánh bên nhau. Quiz luôn mãi mãi bên bạn. Để giấc mơ thành sự thật, chính là sức mạnh lòng tin. Quiz nằm trong tay bạn. Quiz mãi mãi là những người bạn thân của bạn, luôn sát cánh bên nhau. Phép thuật kỳ diệu sẽ tỏa sáng. Chỉ có tôi và bạn là phép thuật của bạn và tôi. Những phù thủy nhẫn đen chính là những người đã phá hủy vương quốc trái đất cổ xưa. Cuộc săn lùng của họ vẫn tiếp tục. Một nàng tiên mới sinh ra tại Gardenia. Một hy vọng cuối cùng của vương quốc phép thuật. Bloom quay lại quê hương để bảo vệ nàng tiên cuối cùng này. Tập phim nàng tiên cuối cùng trên trái đất. Vũ trụ là một nơi rộng lớn để tìm một người nào đó. Thậm chí hành tinh trái đất cũng không nhỏ lắm. Nhưng ngay cả Gardenia có thể là vô hạn nếu bạn đang tìm một ai đó mà chưa từng gặp họ. Em mời ai tới hả? Không có, ai vậy ta? Yes. Tôi đây. Hiya. Con chào cô. Nhưng mà các cô, tụi con để đồ ở đây được không ạ? Ôi mệt quá đi. Mẹ ơi, lại được gặp con rồi. Bà chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hành lý như vậy. Cha ơi, sao các con lại tới đây được? Thật ra không có gì ạ. Tụi con phải kiếm một nàng tiên làm cho người tin vào phép thuật. Đồ nội thất này thật là đơn điệu. Còn muốn thay đổi bức tường một chút, một thứ gì đó sôi động. Nàng tiên tại Gardenia sao? Thực ra bản thân quái cũng không biết mình là nàng tiên cuối cùng trên trái đất. Và quái có nguy cơ bị bắt cóc. Dạ phải, bởi bốn phù thủy độc ác. Cho nên tụi con phải sớm tìm ra cô ấy. Cô đi đâu rồi? Lúc nãy còn ở đây mà. Đây rồi. Kì cô. Bloom, các con, các con tới thăm ba mẹ rất mừng. Sau khi Kiko giúp các con xếp lại mớ hành lý này, chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau ha. Sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đúng lúc. Đúng lúc gì vậy? Ý em là trước khi anh đuối sức. Có lẽ mời sáu nàng tiên ở đây cũng không phá vỡ thói quen của ta. Ví dụ như em có nhớ sáng nay anh đang cạo râu hay không? Cái gì vậy? Tuyền sẽ thích nghe nhạc lớn vào buổi sáng anh quên rồi sao? Sau đó thì Stella với những cuộc gọi liên hành tinh vô tận. Hoàng tử Santa ở hành tinh Voltus. Bạn đùa hả? Anh ta lỗi thôi lắm. Nghe mình đi, mình sẽ giới thiệu cho bạn một anh chàng. Còn chuyện Layla sắp xếp lại phòng khách của mình nữa chứ? Con tập thể dục ở đây không xa chứ chú Mike? Không, cứ tiếp tục đi. Chú xem TV vậy.
Đây, đây là điều khiển của Tecna hả? À, con quên nói với chú, con đã nâng cấp cái điều khiển. Công nghệ trước đó là lỗi thời rồi. Anh rất vui khi Bloom và các bạn của con bé ở đây. Nhưng ngoài chi phí nhà ra, một người đàn ông phải sống với 7 người phụ nữ khác trong bao lâu đây? Chỉ là tạm thời thôi mà. Lan Mai. Vậy có nghĩa là ba mẹ bạn muốn tụi mình ra ngoài? Không phải vậy Stella. Nhiệm vụ trên trái đất của chúng ta mất thời gian dài, không nên gây sự chú ý cho nhóm phù thủy. Mình nghĩ tụi mình nên cư xử giống con người. Cảm ơn. Tụi mình có thể tự tìm việc để tránh gánh nặng cho chúng ta và cô Vanessa. Tôi biết từ công việc không dẫn đến bất kỳ điều tốt đẹp nào. Không dùng phép thuật. Xin lỗi, dù sao tụi cháu cũng đang học việc mà. Việc huấn luyện của các cháu kết thúc rồi. Bạn có nhìn thấy bộ đồ đó không? Đẹp lắm đó. Tôi muốn chọn cho mẹ tôi và... cái này. Gì đây? Trời ơi, đang gây. Thật khó là những công việc này, đặc biệt là không được sử dụng phép thuật. Thôi nào, có lẽ chúng ta cần cố gắng hơn một chút. Hơn một chút hả? Chúng mình đã làm hết sức. Thật ra chúng ta là những nàng tiên tài giỏi mà. Là vậy đó. Tecna. Tecna. Bạn có đó không? Timmy, bất ngờ ghê. Thật ra không có gì bất ngờ lắm đâu. Chào các bạn. Raven. Brandon, em nhớ anh lắm đó. Họ bắt em làm việc nặng đó. Bloom, xin chào, có nghe thấy anh không? Có, Sky. Nhiệm vụ của các em sao rồi? Không may là chẳng có gì mới hết. Chưa tìm thấy cô ấy này, tụi em không thể quay lại Alfie. Anh chắc chắn là em sẽ làm tốt mà. Các bạn đã tìm thấy bằng chứng gì liên quan tới sự hiện diện của phù thủy Orkin chưa? Chưa thấy, dường như chúng biến mất nhanh chóng cũng như lúc xuất hiện vậy. Phải, nhưng tụi em rất vui khi nhìn thấy Khanh vẫn nhớ tới. Thực ra thì tụi anh muốn ở đó với các em lắm. Sky, lúc nào tụi mình mới được gặp nhau đây? Sẽ nhanh hơn là em nghĩ đó. Ý anh là gì vậy? Ý của cậu ấy là tụi anh phải đi rồi. Tụi anh chỉ chào hỏi một chút thôi. Sớm quay lại nha. Được thôi, bảo trọng nhé. Thỉnh thoảng liên lạc chết nhén còn tệ hơn là không làm gì đó. Nó càng làm tăng thêm nỗi nhớ. Xin thứ lỗi, hôm nay tôi đã tình cờ gặp các bạn khá nhiều lần, cho nên khá chú ý tới. Các bạn đang kiếm việc làm có phải không? Ít nhất là tụi tôi đang cố gắng. Tôi nghĩ là có thể giúp các bạn. Xin tự giới thiệu, tôi chính là Rooney. Mẹ biết tụi con may mắn là sao không? Là ông Rooney đó. Chuyện gì vậy? Các con đã nhận việc tại Rooney, cửa hàng đồ chơi lớn nhất Gardenia này. Ông ấy nói rất ấn tượng trước thiện chí và tinh thần đồng đội của tụi con đó. Chà, đúng là một tin tốt. Chắc chắn rồi, trừ phi Stella phá hỏng mọi thứ một lần nữa bằng cách khiến tụi con tới trễ. Mình sẵn sàng rồi, tất mình phải thật đẹp trong ngày làm đầu tiên. Mẹ thấy chưa, thật tuyệt vời, đây là công việc trong mơ của bạn con đó. Bạn đã nói rất tuyệt phải không? Bloom, mình thích mấy tên phù thủy cổ xưa hơn là sự lạc quan của bạn đó. Phải, sắp xếp lại hàng trong kho không phải là một công việc tốt đâu.
Coi như đây là công việc tạm thời, chỉ được trả vài đồng cho mỗi giờ. Mình biết mà các bạn, nhưng cho dù nó không có ích gì, chúng ta cũng cần phải làm việc. Những con chim ong này cũng đẹp quá. Thật đáng tiếc khi chúng mình xếp trong này chỉ vì hư một chút. Nhìn kìa, thật dễ thương quá. Các bạn cũng nên chọn một con đi. Có phép thuật của Flora, chúng không bị bỏ đi mà còn sống lại và có canh nữa chứ. Dễ thương ghê. Xin chào. Chúng ta trông coi tụi nó như thế nào đây? Chúng chỉ cần người yêu mến mình thôi. Chúng khá đáng yêu nên chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nào, các bạn, công việc sao rồi? Ông Rooney quay lại kìa. Không, không kịp giấu chúng rồi. Nhưng mình có thể di chuyển chúng. Đi thôi nào. Đi thôi nào các em. Chà, làm tốt lắm. Không thể nào tin được. Các bạn đã dọn sạch một đống thú nhồi bông cũ rồi. Nhờ làm việc nhóm đó ạ. Tôi muốn thưởng cho các bạn. Các bạn xứng đáng được thưởng thêm một chút rồi. Tội nghiệp Kiko, em kiên tị sao? Phải làm gì với những con thú này đây? Họ có bao nhiêu con thú trong đó vậy trời? Giống như vườn thú hoang dã vậy. Tụi con không thể để chúng bị phá hỏng được. Tụi nó khá dễ thương. Với những số tiền này, chúng ta có thể mở cửa hàng thú cưng. Tụi con sẽ có công việc cho phép tụi con truyền bá phép thuật khiến mọi người tin vào các nàng tiên. Lớn ý tưởng hay đó. Ai mà không thích những thú cưng dễ thương này chứ? Anh đang bị dị ứng nè. Căn gác này rất lớn. Tôi chắc chắn các bạn sẽ quan tâm tới căn hộ tầng trên. Các bạn nghĩ sao? Các bạn thấy thế nào? Rất đẹp. Đang ngắm cảnh tuyệt vời. Rộng quá, tuyệt ghê. Cảm ơn cô Vanessa. Nó rất ý nghĩa ạ. Tụi con sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho mẹ. Con xin hứa. Giờ tập trung làm công việc cho thật tốt. Có nhiều việc phải làm lắm đó. Con không thể đợi được nữa. Yêu quý thú cưng lựa chọn và cung cấp những vật dụng để chăm sóc chúng. Cho nên mỗi người lo một công việc. Stella sẽ chăm sóc thú cưng với dầu gội, kiểu tóc và cả bộ đồ bằng ghế thiết kế nữa. Flora lo phần chăm sóc sức khỏe, giảm cân và tập thể dục. Layla sẽ đảm nhận việc huấn luyện thể chất cho bọn chúng.
Di chuyển đi. Thú cưng sẽ học nhảy và hát mặc dù không nói được. Chúng được tài năng âm nhạc làm yêu xa lo cho. Techna chịu trách nhiệm về website của tụi mình để tạo cửa hàng ảo, cập nhật tình hình cửa hàng và tình trạng thú cưng đã được nhận nuôi. Còn mình sẽ chào đón các vị khách hàng, mời họ xem những dịch vụ khác nhau và nhận các cuộc hẹn. Hay quá, tuyệt vời! Chào mừng đến với Gardenia. Cửa hàng được trang trí khá bắt mắt, vậy mà chẳng ai quan tâm. Chờ tới khi họ nhìn thấy thú tiên thì họ sẽ thay đổi ngay thôi. Hy vọng là vậy. Con người thật sự khó tin vào phép thuật lắm. Mình nghĩ tụi mình nên lôi kéo một số người tại lễ khai trương, nhưng không dùng phép thuật, mà dựa vào sức mạnh quảng cáo. Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa muốn tiết lộ bất ngờ sau tấm màn này. Sao cũng được. Xin chào, em là một con thú cưng đặc biệt phải không? Em làm gì ở đây vậy? Hả? Gì vậy? Sóng âm thanh không mạnh, ít bạo lực, nhưng mình cảm thấy nó cùng sóng âm lượng giống như một trận chiến tại FV. Phù thủy Ogron ở đây sao? Không có ai hết, nhưng mình vẫn cảm nhận được năng lượng dù nó đã yếu đi từng phút. Mình biết chưa sao, mình cũng cảm nhận được. Đi thôi Kiko, em chăm sóc cái thú cưng cho tới khi tụi chị quay lại nha. Đi nào các bạn, nhóm Quiz phải làm việc rồi. Quiz Enchanted. Enchanted. Chia nhau ra, tụi mình sẽ tìm thú nhanh hơn. Tụi mình không tạo chú ý nhiều. Phép thuật nó mạnh hơn rồi, theo hướng này. Đi đi Atu, đừng chạy xa quá nha. Dấu hiệu kết thúc ở đây. Không thấy phần tỷ ao kênh đâu hết. Không giống bình thường cho lắm. Thì thôi, họ không có ở đây. Nhìn kìa. Xin chào, nhìn họ bé xíu. Làm ơn tập trung đi Stella. Mình nghĩ dấu vết phép thuật đã ở ngay phía trước chúng ta. Phù thủy Ogron trong đó, trong trung tâm mua sắm. Bạn chẳng tìm thấy gì trong trung tâm mua sắm đâu. Nhìn kìa. Chà, ý tưởng quá hay. Không biết họ đang quảng cáo cái gì đây ta. Họ làm bất cứ việc gì để nghe chú ý.
Năng lượng phép thuật phát ra mạnh theo hướng đó, nhưng lại chẳng có gì hết. Nhưng lại chẳng có gì hết. Mẹ ơi, mua cho con cái đó được không? Con yêu, con biết đồ chơi đó mắc tiền lắm không? Cô là siêu nhân phải không? Giống y như là trong truyện tranh vậy. Sau rất nhiều trận đấu tại phương quốc phép thuật, cái nàng tiên Wings lại bị một đám người nghĩ mua sắm níu kéo. Bạn tin được không? Mua sắm có gì sai chứ? Chờ chút Layla, mình cảm nhận được gì đó. Mình cũng vậy, năng lực phép thuật mạnh mẽ, nó ngay ở bên dưới chúng ta. Phải, nhưng là ở đâu đây? Vô dụng rồi. Nếu bạn muốn sống sót trên trái đất thì nên học luật giao thông đi Layla. Dấu vết càng ngày càng yếu đi. Hướng hạ tới tay cầu trên vịnh. Phải, đúng vậy. Dưới đó kịp lên. Chính là họ tấn công. Chuyện gì vậy? Bộ các cô đang quay phim hả? Xin lỗi, tụi tôi nhầm người. Chúng ta mắc lỗi rồi. Một sai lầm nghiêm trọng. Dấu vết biến mất rồi. Hả? Chà. Xong việc rồi các bạn. Nếu nhóm O'Con ở đây thì chắc chắn tụi mình đã để họ chạy thoát rồi. Tụi mình không may lắm. Các bạn có thể nói lại đấy. Hôm nay không phải là ngày may mắn của tụi mình rồi. Coi kìa, khi cô có chuyện gì vậy? Một mớ hỗn độn. Các bạn, chúng ta phải làm thêm tối nay rồi. Mình biết cuộc sống trên trái đất khó khăn, nhưng lại không nghĩ nó khó như vậy. Trong tập tiếp theo, nhóm Wings khai trương cửa hàng thú cưng tuyệt vời của mình. Rất nhiều thú cưng đang đợi các em nhỏ tới nhận nuôi. Cuộc sống tại Gardania bắt đầu trở nên vui vẻ hơn. Nhóm phù thủy Nhẫn Đen tìm mọi cách để phá hỏng việc này.